em làm anh thầy bé của chị anh em ơi. Tiếp tục cái câu chuyện dọn xe mùa Tết cho anh em. Camera đánh vòng đi. Đây anh em ơi, đây là cái mission mình nhận từ của một anh trai đến từ Cà Mau luôn nha anh em. Thì cái xe này á là của bà xã của anh đi. Thì anh muốn dọn lại cho nó sạch sẽ đẹp cho bà chị mới đi chơi mùa Tết nha anh em. Lại cả gia đình đi chơi mùa Tết luôn. Đó. Thì mình dọn xe này chi tiết rất là nhiều chi tiết, dọn full từ trong ra ngoài, từ trong bên sườn mình dọn ra luôn á anh em. Về phần dàn áo, trên xe thì full cái bằng dàn áo là phần nhựa màu mà anh em thấy là màu xám xi măng đó anh em. Đây, thì màu xi măng này là màu xi măng 2023 mới nhất của xe mà Vision này mới anh em. Thì mình bỏ vô màu xe này, chứ cái đời mà 2020 á thì nó cũng vẫn có một cái màu Vision nhưng mà nó nhạt hơn, nó không có đẹp bằng cái màu này. Thì mình chọn màu này nó có ga mai đó anh em. Trên phần dàn áo bóng là mình tận dụng hết tất cả mọi thứ. Phần nhựa nhám là mình thay full phần nhựa nhám luôn anh em. Nhựa nhám trên xe là gì? Đây, đây là phần nhựa nhám đó anh em. À, camera ly hơi gần lại xíu. Phần nhựa nhám trên Vision này nó cũng có rất là nhiều món nha. Yếm mô hóa nè, xẻ chân nè, yếm bụng nè, nắp bô e nè anh em. Kèm theo thêm một số thứ ở bên kia nữa. Ở trước này thì nó có phần chắn vùng đứng đó anh em, là đầu mới hết luôn. Nhựa nhám thì một số thứ sẽ tận dụng lại, cũng có chứ không phải là không có, nhưng mà về mặt tiền mình sẽ thay mới. Còn dàn đầu cũ á chỉ sử dụng lại 2-3 món thôi anh em. Cho cái cốp nè, cái mặt trong của cái boe này là mình sử dụng lại, thì cái mặt trong mình mất tiền tại vì nó còn dính heo coi gió nữa anh em, cho nên là tận dụng sơn lại cho nó ok ha anh em ơi. Những chiếc xe mà mình sử dụng một thời gian lâu rồi á thì Vision này là Vision đời cũ, thì nó có giò đạp cho anh em, là những cái năm mà Vision này là 2015-2016 là Vision đời này. Còn anh em mà Vision đời mới là không có giò đạp, là đời cao anh em, là không có giò đạp ha. Còn về cái phần mình sườn của xe này là mình làm rất là nhiều. Xe này ở Cà Mau thì nó sẽ có nước mặn anh em, thì cái sườn nó xét rất là nhiều. Thì mình tháo nguyên cái sườn ra, mình sơn cái nguyên cái sườn luôn anh em, chứ không phải là mình dọn lỡ. Dọn lỡ là mình sẽ nói dọn lỡ. Còn xe nào mình dọn full thì mình sẽ nói dọn full cho anh em biết ha. Dọn lỡ là ngoại hình là mình làm sạch sẽ như mới, cái tầm dọn đó nó chỉ nằm ở cái hàng từ 7-8 triệu anh em, là mình vừa dọn mới ngoại hình sạch sẽ, bảo dưỡng căn bản, can thiệp những thứ nào cần thiết nhất từ 7 triệu 5 triệu cũng làm được luôn. Còn về xe này là mình dọn full, tại vì anh trai ở xa lắm, ở Cà Mau lần mình muốn làm can thiệp sâu nhất có thể trên xe ha, thì dọn full nó sẽ phát sinh một số thứ như là về phần chuyển ba. Thì khi mà anh em muốn dọn full á, mỗi xe thì mình phải gớt hết chi tiết ra, có nghĩa là mình làm chén đèn cổ nè, mình hạ nguyên cái sườn ra là cái phần chuyển ba nè, camera tia gần lên anh đây ha. Chuyển ba là cái phần cái cây sắt này nè anh em, đây nè cái cây sắt nè anh em không, nó kết nối giữa cái phụng nè, đây là cái phụng nè mà nó kết nối vô cái sườn, thì mình tháo ra mình sơn riêng luôn, chứ mình không thể nào mình để chung được hết. Kèm theo là mình tháo ghi đông rồi ra mình sơn riêng hết nha anh em, chứ không có chơi mà để nguyên cái sườn dính cái chuyển ba chén đèn cổ sơn chung là không được, không ok. Thì nó sẽ phát sinh thêm phần chén đèn cổ. Chén đèn cổ thì một bộ á, trong cán đầu gáp luôn. Đối với những cái xe mà Vio, xe Vision, những cái xe thông dụng trên thị trường, tất cả những loại xe mà căn bản về phần xe nhỏ mình lưu thông hàng ngày ở Việt Nam mình á, thì mình làm là 450.000 là bao gồm công cán đầu các kiểu luôn em. Sau cái phần chén đèn cổ á, thì mình sẽ can thiệp sâu về cái phần phục trước. Phục trước của cái xe Vision này là mình không có phục hồi nha anh em, mình ưu tiên là thay ti phục mới luôn. Tại vì cái phục của xe này á, nó bị cái tình trạng là cái sọc, nó sọc nghe nhớ cái ti phục này anh em, nó có ngấn rồi. Thì mình tận dụng lại, mình xài á thì nó sẽ mất uy tín mình nha anh em. Mất uy tín là mất uy tín sao? Khi mình thay phốt vô rồi một thời gian mình mới phục hồi cho người ta, tốn cả gần 200.000. Khi mà mình xài một thời gian á, nó sẽ bị cái tình trạng là cái những cái đường sọc trên cái ti nó phá phốt, thì dẫn tới nó xì phục nữa, thì nó mất uy tín của mình. Cho nên là mình ưu tiên thay ti phục mới. Là chén đèn cổ phục trước là mình can thiệp rồi. Đi tới về cái phần bánh mâm. Bánh mâm trên xe, mình nhận xe mình chạy thử anh em, thì mình thấy xe nó lắc, nó đảo nhẹ đi. Mình kiểm tra hai cái mâm là ngó ép mâm sau, mâm trước thì ok, không cần ép. Mình chỉ thay hai cái bài đạn anh em, là hai bài đạn bánh trước. Kèm theo là mình thay cái đĩa trước nè. Cái đĩa trước này là mới tinh nha anh em. Đó, chứ mình không có xài là đĩa cũ, cái đĩa xét cái lọng trong này rất là nhiều. Mình mài nó vẫn được anh em, nhưng mà cái độ thiết ở ngoài nè, nó nhiều quá. Mình mài thì nó mất đi, nó mất khoảng 1 ly, thì cái đĩa này nó dày 3 ly rưỡi, mà nó mất 1 ly thì nó còn 2 ly rưỡi thôi, nhưng mà nó cũng rẻ tiền. Cái đĩa này nó có 100 mấy ngàn thôi anh em, cho nên là mình thay cái đĩa này mới ha. Đây là cái phần phát sinh đáng có trên xe này. Kèm theo là mình thay bạc đạn, thì mình phải thay phốt anh em, thay phốt bạc đạn cho nó kín, để cho nó không vô nước trong phần bạc đạn ha. Rồi phần heo dầu, heo dầu thì anh trai có yêu cầu mình là sơn heo màu vàng,
cho nó giống Vision đại cao, nhưng mà nếu mà đúng thì mình sẽ sơn cái màu heo dầu màu đỏ cho nó trùng tem với lại một số chi tiết nữa. Trên xe này thì mình có dặm giá một số thứ màu đỏ vô cho nó có điểm nhấn anh em ơi. Khi mà sơn heo dầu nó sẽ có vắc xin nha, camera đi gần lại thì một lần mình tháo ra mình sẽ kiểm tra anh em luôn. Bố thắng là thay mới nè, kèm theo là mình thay hai xin giảm chấn này nó có tác dụng gì? Nó có tác dụng là nó giúp cho heo mình nó chạy ra chạy vô. Ở trong cái xin này á nó có mỡ bò, thì mình nói mỡ bò cho anh em dễ hiểu nha, nhưng mà thật sự là phải xài silicon cho anh em đó. Mỡ bò nó nuôi cái gốc này nó chạy ra chạy vô thì con heo mình á, ví dụ như cái đĩa nó sẽ có một cái độ lạng nhẹ, cho nên là con heo nó sẽ chạy ra chạy vô, đó là chuyện rất là bình thường. Chạy ra chạy vô như vậy thì bánh mới nhẹ cho anh em. Còn heo zin của anh em nào mà nặng chịch không thì anh em nên đi kiểm tra. Về phần xin này ở vùng mình á thì mình kêu là xin che bụi hoặc là xin giảm chấn heo dầu, thì tùy vùng miền anh em người ta kêu sao đó, thì ở vùng miền của anh em nó kêu sao thì mình không biết ha. Hai cái này nó kêu mấy chục ngàn thôi, nhưng mà nó là một phần phát sinh trên heo ha. Còn ngoài ra những cái chi tiết khác như là ốc tán nè, cốt sỏ nè, dây dầu nè, bát triệu dây dầu, ốc tán trên xe mình đều si gam mới sạch sẽ. Món nào si gam là mình si gam, món nào sơn là sơn riêng, chứ không có tháo ra quơ đổ một nắm tháo nguyên cụm heo dầu bỏ sơn không lỏng được nha anh em. Về phần chống nghiêng nha anh em, chống nghiêng này thì mình thay mới. Thì khi mà anh em sử dụng cái chống nghiêng á, mình lên chiếc xe, cái chuyện đầu tiên là mình đá cái chống, đá tới đá lui lâu ngày, chạy cái xe thắng lại đá chống làm cái sột, đá chống xuống này chống xuống cái, cho nên là cái chống này nó hao mòn. Thì mình thay cái chống nghiêng này mới, nó chỉ có mấy chục ngàn thôi. Ở đây mình không thay chống nghiêng nóc gì hết đó anh em, mình thay là mình thay chống nghiêng zin. Ví dụ anh em nào có tài chính nhiều hơn muốn thay chống nghiêng nóc thì mình sẽ thay cho anh em, nhưng mà nó sẽ không có tác dụng là chống chì, cũng không có tác dụng chống mòn luôn nha anh em. Nó chỉ có tác dụng là chống cái xe thôi, giờ đẹp của mấy anh em thôi. Mình thay chống nghiêng zin ở đâu, sau này anh em đi về quê về cái vùng miền của mình, cái chống nghiêng này nó có xài nó có hao mòn thì mình thay chống nghiêng mới mấy chục ngàn anh em. Còn chống vỏ thì mình giữ lại, hầu như tất cả những xe mình dọn chống vỏ là mình giữ lại hết, mình không có thay chống vỏ cho anh em. Rồi camera nè, mình gọi chi tiết vô vòng vòng mấy chỗ này cho anh em ta thấy nè. Camera đó anh em, giò đạp các kiểu, ốc tán nè anh em, không sạch như là xe mới luôn. Thì mình dọn full, dọn full thì mình phải dọn chi tiết tiểu tiết vậy đó anh em, thì nhìn nó mới đã con mắt ha. Mấy cái ống xả gặn nè anh em không, đây ống xả gặn nè là mình vô mới hết luôn. Thường mấy anh em dọn xe hay quên, có nhiều anh em dọn xong mới quên, không gắn ống xả gặn luôn anh em. Còn về phần máy camera quanh đây máy đó anh em, cái máy nè mình vệ sinh nè anh em không, sạch như là máy mới vậy đó, nhưng mà nó vẫn có cái độ bông zin giống như là xe zin, chứ không phải là sáng giới trắng xác hoặc là đen thui đâu anh em. Thì cái máy này mình làm cái gì, cái máy này á là mình vệ sinh sạch sẽ bằng bắn cát nước nha anh em. Ở đây là mình bắn cát nước, mình có gia công cho thợ luôn anh em. Thợ nào mà ở khu vực mình Mỹ Tho Tiền Giang có nhu cầu bắn cát thì cứ đem lại cho mình sẽ giải quyết cho anh em được hết nha. Máy đen cỡ nào mình cũng làm được hết. Trong cái nồi xe này thì khi mà mình sử dụng thời gian lâu dài, cái xe Vision nó sẽ có cái bệnh gì anh em ha, nó rung nha. Khi mà anh em lên ga nhịp, nó không có rung ở khúc ra đầu, rung ra đầu nó rất bình thường anh em, nhưng mà nó rung cái ngang chỗ cái ga đi chợ á. Cái ga đi chợ là cái ga 10-20, mình ga 5-10-20, nó rung giật mà nó còn kêu sạch nữa anh em. Thì cái tiếng rung đó nó không phải là ở phần nồi sao, rung ra đầu anh em cứ đè vô, anh em dán vố, khi mình dán vố xong nó sẽ gợn, nó gợn rất là dữ. Nhưng mà cái xe Vision này nó sẽ có một cái banh khác là cái chén bi với các nồi nó bị lỏng với nhau là nó rung. Chén bi nó sẽ lắc qua lắc lại nè, nó lỏng nhau là nó rung, nó giật cái xe nó là như vậy. Khi mà anh em chạy 20-30 mà mình giữ một ga là nó rung nha. Còn những cái xe mà nó lên 50-60 mà nó gợn là nó khác đó nha anh em. Còn đi mà sáng sớm anh em lên ga vừa nhóm ga mà nó rung thì anh em tới mình sẽ khắc phục cho anh em, chỉ 150.000 thôi. Lọc gió thì thay mới nha anh em. Thì một số thứ phát sinh trên cái xe này là lọc gió nè, kèm theo mình có vệ sinh họng xăng, họng ga. Xe này sáng lên ga gấp anh em, sáng nè mình vừa là máy lên mình lên ga cái xe thập bạc nó mới đi, là do phần họng xăng kim bung nó bị nghẹt, nó bị dơ. Khi mà mình vệ sinh họng xăng kim bung đó, một gói như vậy 250.000 mình sẽ nạp cho anh em một cái map mới, như là cái map zin mà anh em mới mua xe thì nó mới tối ưu về phần xăng gió. Cái mình giữ lại đầu tiên là cái con cốc của mét này là mình giữ lại cho anh em, tại vì hồi mình nhận cái xe mình sẽ đi kiểm tra trước. Con cốc của mét nó có báo không, chứ mà không có thể nào mà mình để nguyên vậy ha. Thì mình để là con cốc này cho mét, là cộng dây của mét thì mình thay mới cho anh em. Cái cộng dây nó hơi tơ rồi, mà mình muốn tối ưu nhất thì mình phải thay cộng dây mét mới.
để mai mốt mình đi ao xe, lỡ mà anh em chạy có hai ba bữa mà ở đứt công viên km thì bắt trong mình lại báo mình là sau cái công viên km của em đứt, tháo ra tháo vô tùm lum nó thì xấu cái xe đó, cho nên là mình vận dụng mình thay trước vì cũng dây đứng góc này sẽ vô đó. Thì cái phần trong đây mình đều làm chi tiết luôn em, đây là mình dỡ cái miếng mà che bùn chỗ này ra rồi để cho anh em mình coi cho nó dễ nè, ốc tán nè anh em, ốc tán chi tiết tiểu tiết ở trong co dây ra là mình làm hết. Tại sao mình phải làm chi tiết vậy anh em? Làm vậy thì mình mới mạnh cái miệng, mình tự tin, mình cho anh em coi được khi mình dẫn xe anh em. Chứ ngoại hình sạch sẽ như cái xe mới nhưng mà thâm xuống nhìn vô ôi sao xấu thế, không được, cho nên là mình làm hết sạch sẽ luôn. Sẵn là camera gọi vô mấy góc này giùm anh đi nè, đây nè, trong cái quạt luôn đó. Ra nhìn rồi đó, mình vệ sinh là sạch sẽ, xi ra móc ở trong luôn nha anh em, có nghĩa là mình làm sâu nhất có thể chứ không phải là mình cứ làm lăn tăn là bậy mạ đâu anh em. Rồi cao su huyết chân thì mình thay mới, đây nè, đây là những cái thứ mà cần thiết phải làm nha. Thì mấy phần cao su huyết chân này á, tuy là xe của anh em còn xài được nhưng mà vẫn phải thay anh em ơi, tại vì mấy cái này nó hao mòn rồi, xe đi bốn mấy năm chục ngàn rồi nó mòn rồi, nó không có mới như là đồ mới đâu anh em. Thay mới không, phần cặp vỏ hồi nãy giờ mình cũng quên nói anh em ha, cặp vỏ là mình sử dụng là vỏ Michelin theo cái ý của chủ xe là Michelin CTS, mình đi cái size là trước 80 kèm theo là mình vớt tăng mua cái mâm sau, còn lại là một số cái chi tiết tiểu tiết mà mình cần thiết phải làm lên trước. Đèn của xe này tại sao mà mình phải dán đen, thì mình dán đen phải là dán vô liền với xe này cái màu xám cho nó tối xuống. Thật sự ra là cái đèn của xe này là anh em nó bị gạn rồi thì mình phải đánh bóng cái gió đèn này lại, nó gạn mà nó chày nữa anh em ơi. Xe này thì có té lử đi mà có té sơ sơ cho nên nó là nó chày sơ sơ thì mình phải đánh bóng rồi cho nó mặt tiền nó mới mẻ nằm, nhưng mà nó gạn nó nứt rất là nhiều. Khi mà mình muốn thay cái gió đèn này, mình thay cái chó xi nhan này á thì nó sẽ phát sinh tiền của chủ xe rất là nhiều. Đánh bóng lại kèm theo là mình dán cái chó này cho nó che lấp đi cái phần mà găng găng nứt nứt không à, nhìn kỹ vô thiệt sâu á thì nó vẫn thấy, nhưng mà không có ai mà soi kỹ tới vậy anh em, ngoại trừ chủ xe của mình thôi. Camera dòng ở góc làm sao, còn về mặt kính đồng hồ thì cái mặt kính đồng hồ này nó rất là rẻ tiền, chỉ trăm mấy nghìn thôi anh em. Là mặt kính nè nó vẫn găng đi cho cái chó đèn luôn anh em, nhưng mà cái mặt kính này nó rẻ thì mình thay cho chủ xe, với lại chủ xe nhìn vô đây tối ngày bắt buộc nó thay. Cái dàn nút này là mình thay nguyên bộ nút mới, nút công tắc là thay mới nha anh em. Tại sao phải thay mới, tại sao xe ta xài được mà không xài, tại vì mình dọn cái xe nó tới chỉ rồi anh em, nó tới mà kêu bằng nó chi tiết rất chi tiết rồi, sạch sẽ đẹp như mới, không lẽ mình để cái dàn nút này nó không có tín hiệu gì hết thì đâu được, cho nên á bắt buộc là mình thay nguyên cái dàn nút này mới nha anh em. Cái bộ nút zin này rất là mắc tiền ha, mình không có thể nào mình thay cái bộ nút tào lao được, thay nút tào lao vô một thời gian nó mắc lên bấm đợi nó không có tín hiệu, là nhất rất là khó chịu, bật nút bật đèn nó rất là khó chịu, nó không lúc có lúc không, cho nên là mình thay một nút zin cho nó chắc cú không phản được. Quành về phần bao tay, bao tay thì ở cái xì tay sau này năm 2023 là mình dọn là hai bao tay zin, nhưng mà zin của một chiếc xe khác. Đây là bao tay zin của xe NACMO đời 2015 2016 nha anh em, chứ không phải là bao tay zin của Vision nữa. Bao tay zin Vision nhìn rất là tù, nhìn y như là cuối chiếc xe quay, cho nên là mình thay bao tay này. Cái nhất rẻ tiền 70 mấy ngàn cặp bao tay zin chất lượng, kèm theo là có cái ống ga mới luôn nha anh em. Còn anh em hai ví dụ như bao tay đồ chơi vô á thì một thời gian là nó qua mẫu nè, cái hai là không có ống ga, phải xài ống ga cũ thì mình thay ống ga. Hai bao tay này là được ống ga luôn, y như là mua một món mà được hai món, tính toán của chủ xe vậy á thì mới ok nha anh em, đạt được cái chi phí mà cái ngân sách của chủ xe muốn. Tới phần cụm tay hắn nè, cặp tay hắn thì mình thay là cặp tay hắn Siken cho nó sáng sáng tí xíu. Nếu mà anh em thay cặp tay hắn zin thì nó cũng mắc tiền hơn cặp tay hắn Siken này, nhưng mà được cái vậy nè, mình thay cặp tay hắn Siken này nó sáng nè, nó là điểm nhấn trên xe. Cái phần bên đây nè, nguyên cái cụm tay dầu rồi anh em, là mình tháo ra mình làm chi tiết luôn. Đặc biệt những cái xe của hệ Honda, anh em lưu ý nha, hệ Honda cho anh em, thì anh em bóp cái thắng vô á, zin á, anh em đi khoảng chừng 45 ngàn cây thôi, 40 ngàn cây thôi, 30 ngàn cây nó cũng có luôn, có xe nó bị luôn anh em. Bóp thắng vô nó cứng ngắc, mà cái thắng nó quay cái bánh trước đó, nó quay mầm mà nó không có tác dụng như anh em. Mình nghiến sâu vô thì nó hắn một cái là cắm cái đầu luôn, mà nó cứng ngắc anh em, rất là khó bóp. Đặc biệt là tay của nữ, tay yếu chân mềm, bóp vô một cái không có làm gì được hết, nó không có thắng mà nó đi luôn à. Mà nghiến mạnh vô một cái á thì nó ăn cứng, mấy bả té hoài à.
cho nên nó là mấy ông chồng của mình đi kiểm tra vào phần tháng trước thì cái đó nó hư về cái gì, nó hư là nó hư cái này anh em nè, là mình chỉ sâu nè, đó ở đây nó có cục cao su, cái núm trắng là anh em không, kế bên cục trắng này nè là nó chỉ hư cái đó thôi. Ở dùng của mình kêu bằng cái ti cúp ben nha anh em, cái ti cúp ben hoặc là dùng bát á thì kêu bằng chuột đẻ đó, thì nó hư là hư cái đó thôi. Còn nguyên cái cụm ngoại nè nó bằng nhôm, nó không có hư, xài hết dầu vệ sinh sạch sẽ xài tiếp. Hư là hư cái gì, ở trong đó nó chỉ có hai cái phốt là nó hư hai phốt đó, nhưng mà hai là hai một bộ luôn, một bộ ti cúp ben chưa tới 100.000 nữa anh em. Nhưng mà mấy ông chồng mình nên đi kiểm tra hoặc là bóp thắng thử coi xem mấy bà vợ ok không, thắng dưới thắng sao nó còn không, để mình biết mình đi làm cho mấy bà vợ ha, để mấy bà chỉ biết chạy thôi, lỡ chạy té hư cục vàng của mình thì uổng lắm nha anh em. Cái yên là mình thay thay da anh em, kèm theo là mình gọt cục mút lại tận dụng chỉnh sửa mút là nhìn cho nó phong cách tí xíu. Rồi cuối cùng á, tổng chi phí mình thực hiện cái xe này là nó gần tới 14 triệu, 13 triệu mấy trăm ngàn anh em. Đó, 14 triệu ha. Thì mình cho là 14 triệu là bao gồm công cán, gã gáp, làm tất cả mọi thứ, kiểm tra tất cả mọi thứ trên xe này, phục hồi phục trước sau, hai gập vỏ, hai quấn trước sau, kiểm tra gì cái nồi, nói chung là không phải kiểm tra mà bảo dưỡng cái nồi, sơn si, tất cả mình sườn dây điện và rất là nhiều cái thứ phát sinh khác nhau nữa anh em. Muốn làm một chiếc xe như vậy, căn bản như vậy, không bồ phép, không lắp liếm thì anh em mới chuẩn bị cái ngân sách tầm 15 triệu mình lại. Còn anh em nào muốn làm cái nhu có nhu cầu dọn một chiếc xe ngoại hình sạch sẽ không quan trọng ở trong, thì mình chấp nhận ở trong nó là xấu xấu gì đó, thì mình chuẩn bị nó tầm khoảng 7 triệu là đã dư rồi nha anh em. Mình có một clip một chiếc xe Vision màu trắng, nhìn phớt qua anh em không thể nào biết đó là một chiếc xe dọn lỡ. Dọn lỡ là không dọn ở trong sườn dây điện, mình sườn dây điện chỉ cần sơn dặm rửa gái rồi thôi. Còn chiếc xe này làm chi tiết sơn tất cả mọi thứ, xi gam sạch sẽ từ trong ra ngoài.